mùa phát hành với rủi ro pha loãng. Phần 1, chọn ngựa chiến nào để đi đường dài. Sau mùa đại hội cổ đông là giai đoạn phát hành cổ phiếu để tăng vốn, tập trung nhất ở 3 nhóm ngành thâm dụng vốn lớn là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Theo đó, kế hoạch tăng vốn khủng hàng chục triệu tỷ cổ phiếu mới được phát hành trong giai đoạn từ 2024 đến 2025 làm dấy lên sự lo ngại về rủi ro pha loãng, giảm giá cổ phiếu cũng như khả năng hấp thụ của thị trường chứng khoán. Với nhóm ngành ngân hàng, vốn điều lệ cao sẽ là bộ đệm giúp cho các ngân hàng có thêm nguồn lực để chống chọi với những khó khăn, đáp ứng những tiêu chuẩn Basel II và Basel III. Hai nhà băng có số lượng phát hành khủng nhất toàn thị trường sắp tới là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, mã TCB, và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BID, với số lượng lần lượt là 3,5 tỷ và 1.197 tỷ cổ phiếu. Ở nhóm chứng khoán kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ nhất phải kể đến Công ty Chứng khoán Sài Gòn, Hà Nội, trên sàn HNX với mã là SHS, với 4 phương án phát hành, số lượng tổng cộng gần 900 triệu cổ phiếu. Các ông lớn trong ngành như Công ty Chứng khoán SSI trên sàn HOSE được niêm yết với mã SSI cũng dự kiến phát hành 453,3 triệu cổ phiếu mới. Công ty cổ phần chứng khoán VN Direct trên sàn HOSE với mã VND dự kiến phát hành hơn 304 triệu cổ phiếu mới. Thành viên chứng khoán quy mô vừa và nhỏ có lợi thế hơn trong đường đua tăng vốn sắp tới khi có thể tăng gấp đôi, gấp 3 so với quy mô hiện tại. Ở lĩnh vực xây dựng bất động sản, Công ty cổ phần tập đoàn Novaland trên sàn HOSE với mã NVL chốt phương án chào bán gần 1,2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng mã DIG lên 4 phương án phát hành với tổng số lượng hơn 410 triệu cổ phiếu theo lộ trình. Tập đoàn xây dựng Hòa Bình mã HBC muốn phát hành 274 triệu cổ phiếu. Tổng Công ty xây dựng số 1 trên sàn Upcom với mã CC1 muốn phát hành 232,2 triệu cổ phiếu. Trong cuộc đua tăng vốn với rủi ro pha loãng sẽ mang đến những hiệu ứng gì cho hãy cùng phân tích xem tại sao các doanh nghiệp lại cần tăng vốn, làm thế nào để nhận biết được cơ hội trong cuộc đua tăng vốn. Như đã phân tích ở phần 1, các doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn nhiều nhất trên thị trường chủ yếu nằm ở khối tài chính ngân hàng như các công ty chứng khoán, các nhà băng. Mặc dù sức khỏe tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được cải thiện, song giới phân tích đánh giá hệ số an toàn vốn CAR vẫn thấp hơn nhiều so với khu vực. Việc tăng vốn còn có ý nghĩa vừa mở rộng quy mô tín dụng, vừa gia tăng thu nhập, vừa pha loãng tỷ lệ nợ xấu. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của nhiều doanh nghiệp địa ốc diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức. Với loạt kế hoạch tăng vốn được công bố, ước tính hàng chục tỷ cổ phiếu sẽ đổ bộ lên sàn chứng khoán, khiến thị trường đối diện với lo ngại về rủi ro và loãng cổ phiếu. Nếu giá trị doanh nghiệp tốt, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ mang lại tương lai tốt, giá cổ phiếu trong dài hạn sẽ tăng trở lại và việc điều chỉnh trong ngắn hạn. Mặt khác, việc phát hành cổ phiếu có thể ảnh hưởng một phần tới giá cổ phiếu nhưng sẽ tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư mua vào cổ phiếu với mức giá phù hợp. Trong giai đoạn từ 2024 đến 2025, những thông tin mới như nâng hạng thị trường có thể khiến số lượng nhà đầu tư mới tiếp tục tăng, dòng tiền mới chảy vào chứng khoán cũng tăng theo. Bức tranh mới này sẽ đòi hỏi cán cân cân bằng lại với số lượng cổ phiếu trên sàn. Hay phiếu bị pha loãng sẽ kéo theo nhiều vấn đề cả tích cực lẫn tiêu cực, làm ảnh hưởng tới cổ đông và các doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần nhận biết rõ để có phương pháp đầu tư tối ưu nhất.